Máy bay chở Phó Tổng thống Malawi mất tích bí ẩn, mất hoàn toàn liên lạc. Theo Văn phòng Tổng thống Malawi, chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Salos Chilima cùng với 9 người khác đã bất ngờ bị mất tích. Ban đầu, chiếc máy bay này dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Mzuzu vào lúc 10 giờ 2 phút sáng ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương, thế nhưng đã biến mất không dấu vết. Mọi nỗ lực liên lạc cho đến lúc này đều chưa thành công, chiếc máy bay cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi màn hình radar. Truyền thông địa phương cho biết thêm, ông Chilima đã bay trên chiếc Dornier Du-228, một loại máy bay vận tải hạng nhẹ. Tín hiệu từ bộ phát đáp trên chiếc máy bay hiện chỉ dấu đến khu rừng rộng lớn nằm ở phía bắc Malawi. Được biết, thời tiết tại khu vực khi máy bay chuẩn bị hạ cánh khá xấu. Trước sự việc này, Tổng thống Lazarus Chakwera đã quyết định hủy chuyến thăm đến Bahamas và yêu cầu các lực lượng có liên quan khẩn trương tìm kiếm để xác định vị trí chiếc máy bay. Ông Chilim, 51 tuổi, đã giữ chức Phó Tổng thống Malawi từ năm 2014. Ông được đánh giá là ứng cử viên Tổng thống tiềm năng cho cuộc bầu cử vào năm tới.